người đàn ông em hay nhìn vòng ba. Em vừa gặp em ngồi thụp xuống, em ôm tim em nói trời ơi sao mà tim tôi đập mạnh quá vậy, lần đầu tiên tôi có cảm giác này. Miền Nam mình còn gọi là đám bỏ trầu cao. Nhà trai sẽ hứa hẹn là đặt cọc em, là nhà gái sẽ không gả em cho ai, rồi hai bên phải giữ gìn cho nhau đến khi em học xong sẽ cưới. Nhưng mà cái đám dạm nó cũng chưa thỏa lòng em được. Tôi đến nói chuyện cả họ rồi đi học bạn nói sau lưng này nọ, em là giống như là lúc đó em rơi vào vực thẳm vậy. Rồi lúc đó vượt qua làm sao? Tự nhiên đám cưới xong cái em vui liền. Em nói với anh Cường, anh Cường khỏe quá. Dạ thì trong lớp đại học á thì em có một người bạn. Một hôm thì bạn em mới đem iPad vô lớp, các em mới coi iPad thì trong trỏng cái hình của anh Cường rất là bụi, để tóc dài và chụp hình với lại xe mô tô nữa. Các em thấy chà, người này nhìn cao to bự con, tại em là người bự con rồi, em 60-70 kg lận. Các em đi ngoài đường em hay so sánh, trời người này không hợp với mình tại người này chân nhỏ quá, người này không hợp với mình tại ốm quá. Còn bây giờ em thấy người này trời ơi sao mà vạm vỡ quá. Cái em thấy là vẻ bề ngoài là hợp với em rồi, em cũng để ý. Ủa trên iPad thôi mà em đã coi được như vậy hả? Dạ coi được hình thôi. Em dễ khi mà gặp lắm. Ngoài đời thì em có thấy là hơn trong hình hay là thua trong hình? Dạ còn hơn trong hình nữa. Vậy thì em ấn tượng cái điểm gì không? Em nhìn người đàn ông em hay nhìn vòng ba. Như vậy là ấn tượng ổng là cái vòng ba của ổng. Còn em là gặp vợ em là xuất phát từ dòng mấy? Cũng không có ấn tượng về dòng của vợ em. Em ấn tượng nhất là lúc em đang ngồi ăn cái bữa tiệc ở gia đình. Thì lúc đó em trai của em dẫn một nhóm bạn. Thì có một người duy nhất thôi là cầm một cái món quà. Đó là một cái trái bưởi. Anh tân gia đem trái bưởi tới tặng. Sao không tặng những trái khác mà tặng trái bưởi? Dạ em thấy trái bưởi cũng lịch sự. Không, nó có hình tượng trong đó. Mà nó bự hơn mấy trái khác. Còn trái bưởi là có gì? Không, em không nghĩ gì đâu. Tại em nghĩ trái bưởi nó cũng lịch sự hơn. Hay là thí dụ trái chôm chôm hay trái nhãn thì trái bưởi nó cũng lịch sự, rồi cầm nó vừa tay hơn. Rồi thì lúc đó là em là lần đầu tiên em gặp ảnh ở ngoài đời đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì ngoài đời em thấy nó như thế nào? Thế là cái cảm xúc của em khi mà gặp chồng em lần đầu tiên á? Em vừa gặp, em ngồi thụp xuống, em ôm tim em nói trời ơi sao mà tim tôi đập mạnh quá vậy, lần đầu tiên tôi có cảm giác này. Trong hình nó đã vậy rồi, còn ở ngoài nó còn siêu, nó siêu thật hơn nữa hả? Rồi sao em, chắc em là chủ động tấn công anh trước đúng không? Dạ em chịu không nổi. Dạ. Rồi đến khi nào thì hai bạn mới bắt đầu chính thức yêu nhau? Tầm khoảng một tháng. Như vậy thì khi mà yêu nhau rồi mà quyết định đi đến hôn nhân là bên nào đòi cưới trước? Em được ký trước luôn mà có được trên tru luôn mà nghĩ sao lại đọc cho cưới trước vậy, xong để ra trường đi cho ổn định xong rồi cưới. Chị là người lớn cũng có suy nghĩ giống ba mẹ em vậy, nhưng mà giống như là lần đầu tiên yêu em cảm thấy người này là một cái người mà phù hợp với em nhất luôn á. Đã yêu nhiều chưa mà nói nhất với nhì? Dạ chưa bao giờ yêu. Chưa bao giờ yêu bởi phù hợp duy nhất. Duy nhất. Cảm động chưa? Duy nhất chứ không phải là nhất đâu nha. Cho anh hỏi là vợ em có bao giờ mà thổ lộ cái điều này với em như là hôm nay không? Dạ có anh. Dạ, quá trình để đến với đám cưới của tụi em cũng gian nan lắm. Tụi em cũng thưa với ba mẹ hai bên, nhưng mà ba mẹ em không chịu tại vì em còn nhỏ quá, lúc đó mới học năm 2 đại học thôi. Thì nhà em nói là bây giờ không cưới liền mà phải làm một cái gọi là đám nói. Trong miền Nam mình còn gọi là đám bỏ trầu cao. Nhà trai sẽ hứa hẹn là đặt cọc em, là nhà gái sẽ không gả em cho ai, rồi hai bên phải giữ gìn cho nhau đến khi em học xong sẽ cưới. Nhưng mà cái đám dạm nó cũng chưa thỏa lòng em được. Rồi sau khi em nói vấn đề đó thì gia đình bên em, về phía gia đình em thế nào? Chắc chắn là không cho nữa rồi. Rồi sao mà vượt qua được? Kéo được thêm cái đám hỏi. Thế là đám dạm xong, đám hỏi. Dạ. Rồi chừng nào mới đám cưới? Vẫn quyết định là phải học xong mới đám cưới. À, nhưng mà bây giờ vẫn chưa học xong mà tại sao có đám cưới? Dạ, tụi em mới ngồi với nhau. Nói bây giờ là để cưới thì phải làm cách nào? Đúng rồi, em nghĩ cách nào? Dạ, anh chị nghĩ cách nào? Nhiều cách lắm cơ. Chắc mỗi người một vẻ à. Thế em nghĩ mỗi người một kiểu à. Cách của tụi em là cách nào bật mí đi, xong rồi chị nói cách của chị. Chắc phải nhờ bác sĩ cho để bác sĩ Cường nói chuyện. Em thì không có nghĩ tới cái cách cuối, mà hậu quả bây giờ là con em được 4 tháng. Mặc dù mới cưới được có khoảng được
gần một năm thôi. Tức là ăn cơm trước kẽn đúng không? Nhưng mà bây giờ ăn cũng vui, nhà ngoại nhà nội gì đó. Nghĩa là phải cảm ơn em bé 4 tháng. Ngay lúc đó em có bị gặp phản ứng của bố mẹ em? Dạ chắc chắn là có rồi. Không hẳn là bố mẹ mà là cả họ, rồi đi học bạn nói sau lưng này nọ. Em là giống như là lúc đó em rơi vào vực thẳm vậy. Rồi lúc đó vượt qua làm sao? Tự nhiên đám cưới xong cái em vui liền. Em nói với anh cười khỏe quá. Em cảm thấy giống như là tụi em có một danh phận đến với nhau. Tụi em ở riêng hay là ở chung? Hiện tại hai vợ chồng em ở chung với ba mẹ em. Thực ra cái chiêu thức của tụi em á, trong cái hoàn cảnh của tụi em thì nó đạt được một cái kết quả là tụi em đã đến được với nhau đúng không? Nhưng mà có khi nào em nghĩ rằng như sau này mình có con mà nó cũng sẽ làm như vậy đối với mình á, thì lúc đó cảm giác của tụi em sao ta? Em nghĩ sẽ cũng rất là buồn. Thật sự em cũng làm cho gia đình hai bên rất là buồn. Nhưng mà cái này thật sự mà nói thì nó chỉ là một cái, nói thẳng là tai nạn. Tai nạn chứ không phải tính trong chiêu thức phải không? Nhưng mà nó một trong những cái chiêu thức. Trời, nhưng mà là chiêu thức cuối. Nhưng mà vô tình lại vừa rơi cái chiêu thức đó. Tại vì em biết sao không? Rất may cho em là em có một người chồng có công việc ổn định. Nhưng tí dụ mình đặt trường hợp lúc đó chồng không có việc làm, vợ cũng còn đang đi học mà nhà lại không đủ điều kiện để lo cho tụi em, thì cái đứa con của em nó cực cỡ nào, đúng không? Cho nên chị nghĩ đó không phải là một cách tốt nhất để mình đạt được cái hạnh phúc của mình. Nếu là chị sẽ làm kiểu khác, em hiểu không? Có nghĩa là bởi vì khi mà tụi em lớn rồi, tụi em qua 18 tuổi, tụi em có quyền quyết định cái cuộc đời của tụi em. Và lúc đó mình sẽ ngồi như hai người gọi là người lớn để mà thưa chuyện một cách rất là đàng hoàng với ba mẹ cả đôi bên. Cha mẹ sinh ra con, nuôi con tới giờ phút này, con vô cùng cảm ơn ba mẹ. Nhưng bây giờ cuộc đời của con hãy để con quyết định. Con hứa với ba mẹ, cho dù cưới rồi thì con cũng sẽ học tập làm sao. Có nghĩa là nói làm sao để ông bà, các cụ thấy là mình không thể nào chia cắt tụi nó được, đúng không? Thì lúc đó tụi em khỏe biết là bao nhiêu. Chị nghĩ là nên là cái cách thứ nhì. Chứ để sau này khi đứa con nó lớn lên rồi, mốt nó làm cái y chang như mình, nó chắc may mà bố mẹ không có vấn đề gì với gặp các cụ mà tim này, hay là tăng xông hay này kia là mệt mỏi. Đúng không? Rồi, thôi bây giờ quay về với chuyện hiện tại là dạ. Hai vợ chồng lấy nhau được một năm. Vậy thì khi mà về ở với nhau rồi thì có phát hiện ở bạn đời của mình là có cái gì thay đổi không? Nhiều lắm anh Thuận. Tính của vợ em rất là hay khóc. Vui cũng khóc mà buồn cũng khóc. Càng ngày đó thì cái tật này nó càng lớn. Thở chút xíu là khóc. Giận hơn cũng, dạ, khóc. Cũng khóc. Vui cũng khóc. Vui cũng khóc, khóc. Buồn cũng khóc. Đi kiểm tra tiếng lệ đi mình. Chị hỏi nãy giờ ở trên cái không khí như thế này là cái trạng thái em như thế nào? Lân lân. Lân lân là vừa vừa thôi đúng không? Dạ chắc xong thì mới khóc. Rồi em có phát hiện những cái gì bất ngờ ở chồng em không? Sau khi cưới. Chắc không quá. Chị nghĩ là có, là bởi dạ, vì có. Hai bạn này cách xa nhau nhiều năm quá. Bạn này hơn bạn này tới gần chục tuổi, chín dạ. tuổi đúng không? Chín tuổi. Bạn này đi làm lâu rồi, bạn này vẫn còn trong môi trường học sinh. Cái gì mà kể ra cái bật khóc luôn. Lúc mình yêu nhau á thì mình chỉ gặp nhau những lúc đi chơi thôi, mà bây giờ mình sống với nhau á, rồi em cảm thấy giống như là chồng em nhiều lúc coi thường em là con nít luôn á, không có chịu tâm sự với em. Tại vì nói là em không hiểu chuyện. Em tuổi thân như là giống như là vui chơi thì bạn ấy bạn lại đây chơi với mình nè. Nhưng mà lúc buồn á thì lại không tâm sự với em. Trong khi mà tụi em nói chuyện với nhau là hai vợ chồng mình lúc già cũng có nhau, tại vì ba mẹ ngày mốt cũng đi về trời, con cái lớn lên thì lấy vợ lấy chồng hết, còn hai tụi mình ở với nhau thôi. Thì em nghĩ là em là người thân nhất của chồng em, mà tại sao chồng em lại không tâm sự với em những chuyện hàng ngày, chuyện công ty, chuyện cuộc sống? Đó là một. Rồi dạ. Còn điều gì nữa? Điều thứ hai là chồng em hay uống bia, một ngày uống 5-7 lon. Thí dụ đi làm 5 giờ rưỡi về tới nhà, ngồi ăn cơm, tắm rửa, rồi uống bia cho tới 9-10 giờ, lên giường chỉ ngủ thôi à. Không có để ý gì tới em hết á. Không làm gì trơn trời mà. 22 dạ. tuổi rồi đó mà, nó ngấy không, nó không nghĩa gì. Không phải, không có nói chuyện, không tâm sự gì hết. Lúc đó thì em cũng giận quá, em quay lưng lại luôn. Rồi cả đêm em nằm một kiểu vậy, cứng lưng luôn mà em cũng không có quay lại ổng nữa. Em cứ im lặng một thời gian, em cũng chịu không nổi luôn. Em mới ao ra một tràng vậy đó. Rồi anh Cường mới trả lời là tính của anh rất là đàn ông, anh không có muốn kể lể chuyện ở công ty cho vợ biết để vợ buồn, để một mình anh giải quyết được rồi. Mà anh Cường thì em muốn thay đổi là anh phải tâm sự với em, tại vì anh cưới em về, em đâu có phải là một người là ở nhà đợi anh đi làm về xong rồi chăm con cho anh đâu. Không, em muốn hai vợ chồng cùng nhau giải quyết nhiều chuyện trong cuộc sống. Rồi bây giờ là Khánh vẫn đi học. Dạ. Rồi lúc ấy con ở nhà thì ai chăm? Bà nội chăm. Sống với ba mẹ chồng mọi chuyện thuận thảo hết hả em? Em lúc trước là em ở với gia đình em, thì em luôn luôn là
bên ba bên mẹ, còn bây giờ em qua nhà chồng ở, rồi em vừa làm dâu, vừa làm vợ, vừa làm mẹ của con trai em nữa. Cái em cảm thấy là em bị nhỏ bé lại, sao em có một mình em à. Em cảm thấy tủi thân, xong rồi ba mẹ chồng thì hay dạy, hay lớn tiếng, cái em khóc. Tuổi thân. Dạ tuổi thân, em cũng tuổi con khỉ. Dạ. Rồi mỗi lần như vậy thì em giải tỏa cái việc đó bằng hình thức nào? Em có một người bạn rất là thân, đó chính là mẹ em. Dạ em hay điện thoại để tâm sự với mẹ em. Cái chuyện mà em hay kêu ca nhất là chuyện chồng em nhậu. Ngày nào em cũng nói vậy hết. Cái bây giờ mẹ em hiểu lầm chồng em là người nhậu nhẹt bê tha. Cái mẹ em nói thôi ráng sống vì con đi con ơi. Và em còn nhỏ tuổi lắm, em nói là trời ơi tôi không muốn vậy đâu, tôi không giống giống tư tưởng của các mẹ các cô đâu, tôi muốn sống vì tình yêu nhiều hơn à. Không có phải là tuyệt vọng tới nỗi là ráng sống vì con cho qua ngày. Cô nói với chồng nghe chưa? Dạ nói rồi, chồng giận. Chồng có muốn vợ cứ thường xuyên mát mẹ của vợ? Em thì cũng có khuyên với vợ em là em nên lựa những cái gì đó đáng để mà em tâm sự. Chứ mà nói những cái có vẻ như nó rườm rà như vậy thì theo một cái chiều hướng nó tiêu cực. Chứ không có được tốt. Trong cái cuộc sống của tụi em á, chị thấy có nổi lên một vấn đề như thế này. Cái khoảng cách mà hai bạn chênh nhau tuổi nó tạo ra hai cái tính cách. Về phía em á, là em không muốn vợ em lo lắng. Đó là tư tưởng của người lớn. Nhưng em phải nghĩ được một điều rằng vợ em đã không ở gần bố mẹ vợ em nữa. Có nghĩa là em phải cho cô ấy cứng cáp và hiểu biết lên từng ngày một. Bằng cách nào vợ chồng em phải chia sẻ hết để cô ấy lớn lên từng ngày. Đó cũng là cái mong muốn của cổ mà. Còn về phía em, cái việc mà em mát mẹ là hoàn toàn sai. Chị khuyên em chỉ nên chia sẻ với mẹ em những cái điều vui vẻ thôi. Còn những cái điều mà em bức xúc về chồng, thậm chí là bố mẹ chồng, đừng bao giờ nên để bố mẹ mình nghe. Tại vì sao? Họ chỉ nghe ở những lúc em bực bội, em tâm sự. Thì đương nhiên khi em bực bội thì mọi thứ nó quá lên một chút. Thì như vậy tự dưng thành ra là bố mẹ có một cái khoảng cách với chồng mình. Mình lỗ chứ ai, bỏ cái đó đi, hiểu không? Yeah. Muốn san sẻ với chồng là phải bỏ cái đó. Thì chồng mới tin tưởng là chồng tâm sự với vợ được chứ. Yeah, đó, em hiểu gì không? Yeah. Thì như vậy cuộc sống của em mới hoàn hảo được. Thôi, nói chung là chúc hai vợ chồng em sau cuộc nói chuyện này về lúc nào cũng vui vẻ, tươi trẻ và đặc biệt là mạnh mẽ. Chúc mừng. Cao, trắng, thấy thư sinh. Thích hôn hay không thích hôn gì đó? Thích hôn lắm phải không? Qua đây cho hôn mẹ. Nó nhớ bài like sao? Vậy nếu có kiếm được chút cháo thì mình kiếm. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Chào chú rể, xin chào cô dâu. Hai vợ chồng có một cái điểm chung đó chính là gì biết không? Nụ cười hai người giống nhau quá. Bây giờ tự giới thiệu về mình đi. Mời cô dâu. Dạ, em tên là Tường Vy. Hiện tại là nhân viên bán hàng. Còn em? Tụi em là Long Đỉnh, cùng công tác tại cơ quan chung ba xã. Cùng cơ quan? Dạ. Chứ có cùng cái có bán hàng không hay là dạ, không. Ở cái cấp trên cao hơn? À, cấp cao hơn chút. Dạ. Chắc là sếp này nhân viên đúng không? Dạ. Bởi vì mỗi lần mà cái gì là kêu nhân viên vô khiển trách đó không? Dạ. Biết rồi, cua luôn đúng không? Dạ, tụi em quen từ hồi đi học. Nhưng mà quen nhau ở đâu? Bây giờ em mới kể. Rồi, kể đi. Dạ, cũng rất là tình cờ. Trong một lần thì em đến phòng trọ của bạn em ở. Thì ảnh cũng ở cùng dãy trọ luôn. Thì cái dãy trọ đó thì chỉ có mỗi cái phòng ảnh là có tivi thôi. Thì bạn em mới dắt em qua xem tivi. Thì em đi qua em thấy ảnh từ trên gác bước xuống. Ấn tượng đầu tiên của em là thấy ảnh cao, trắng, thấy thư sinh. Mà lúc đó em nhìn thấy ở dưới cái gác á, thì có cái chiếc xe Noble nữa. Cái em mới nghĩ là chắc chiếc xe đó là của ảnh. Lúc đó thấy cũng kết rồi nha. Kết theo kiểu là trai đẹp đi xe đẹp nữa. Nhưng mà thật ra là cái xe đó là của bạn, của ảnh chứ không phải là của ảnh. Đó là cái lần đầu tiên là em gặp ảnh. Nhưng mà qua ngày hôm sau á, thì ảnh có chuyển đi nơi khác. Từ đó rồi bao lâu mới gặp lại? Cỡ một năm sau thì hai tụi em vô tình cùng làm trong cái quán cà phê làm thêm ở gần trường. Hai đứa cũng sắp sáp vô nói chuyện trên trời dưới đất vậy đó. Thậm chí có chuyện giới tính nữa. Tại vì lúc đó em còn có bồ rồi nên vô tư không có nghĩ gì hết. Rất là thân nhau. Nghe nè, đang muốn hỏi nói chuyện về giới tính nói là sao? Dạ hồi đó em thì có công tác đoàn. Thì mấy cái mà giải thích về giới tính cho các bạn sinh viên thì mình cũng có biết. Gặp chúng bạn này làm chung thì buồn quá, không có chuyện gì kể thì
đem những để kể ra. Bạn này thì cũng thấy mình dễ mến cho nên cũng chia sẻ là bồ bịch rồi sao thì kể hết. Thì mình cũng kể với bạn là mình có bồ rồi quen sao rồi thích hôn hay không thích hôn gì đó, kể hết cho bạn. Bên này cũng có bồ, bên này cũng có bồ. Dạ. Trời ơi, rồi kể về nhau. Dạ. Kể xong rồi về bỏ bồ, hai đứa yêu nhau. Dạ. Lúc đó là cũng gần, cũng hai đứa cũng đều bỏ bồ luôn rồi. Rồi xong đến cái Giáng sinh thì cái chủ nhà hàng đó tổ chức một cái buổi tiệc bạc ti cho nhân viên. Thì bữa đó thì em cũng có uống vài ly thì em cũng thấy tê tê trong người. Thì lúc đó là có mấy anh nhân viên ảnh đòi là dẫn em về. Thì em nhìn hết toàn bộ nhân viên, em thấy mỗi mình ảnh là trắng trẻo dễ thương nhất thôi. Thì em nói là ảnh dắt em về. Về phòng trọ của em á thì có bạn em ngồi trước phòng á. Thì là lúc đó là em lại chỗ bạn em ngồi rồi ảnh đi về. Xong rồi em buồn miệng á, em nói là mày có tin là tao nhắn tin cho ổng là ổng qua đây lần nữa không? Cái bạn em mới nói là tao không tin đó, mày nhắn đi. Cái là em nhắn qua cho ảnh là tin nhắn là thích hôn lắm phải không? Qua đây cho hôn nè. Em nhận được cái tin đó em có nghĩ trong đầu là em đánh giá bạn này kỳ cục không? Làm chung nhau thì hai đứa chia sẻ thì giống như hai đứa thành bạn thân vậy đó. Thì nói ủa này chắc nó nhớ bài like sao? Nhớ bài like là sao? À nó nhớ tình cũ á. Dạ uống xịn xịn cho nhớ tình cũ á. Thì em mới nghĩ vậy cho nên là em ban nó coi thứ chuyện gì thì nếu có kiếm được chút cháu thì kiếm. Cái vụ kiếm chút cháo đó nhiều lắm em, nó nhan nhản. Dạ. Kiếm được luôn cơm với cháo. Cuối cùng sao? Có cháo có cơm không? Ngồi em ngồi thấy bạn này sao ngồi im hoài không có thấy đồng tỉnh gì hết. Em cũng mong kiếm chút cháo rồi về chứ khuya rồi. Lúc đó hồi 2 giờ sáng là khuya rồi buồn ngủ rồi. Xong em mới nói ủa sao nãy nhắn tin được khí thế đó sao giờ không thấy gì hết. Cái cô này chụp em hôn luôn. Trời ơi. Đúng mà hôn nhau thì mình thấy nói chung cũng được, đã. À, dạ. Nội sống đã. Dạ. Nói nghe là Cưng, bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi? Một năm chị. Sau khi lấy về rồi có phát hiện ở vợ em có điều gì nó thay đổi không? Dạ. Hẳn luôn là có cái tật xấu gì không? Tính vợ em thì rất là sạch sẽ. Nhưng mà vợ em dọn đồ thì hay cằn nhằn mà làm mệt thì cáu gắt, mình thì cũng đi làm gì cũng mệt, sinh ra là cáu gắt thì cãi lộn. Nhưng cái đó tỷ lệ thuận mà em, đâu có nghịch miếng nào đâu. Giờ tính tình sạch sẽ thì phải dọn dẹp. Dạ. Dọn dẹp thì đương nhiên phải mệt rồi. Dạ. Mệt thì đương nhiên phải cáu gắt rồi. Dạ. Nó tỷ lệ thuận hết trơn mà sao không xúm vô mà làm phụ nó đi. Dạ em không phụ chứ. Phụ rồi mà vẫn còn cằn nhằn á. Dạ giờ em cằn nhằn dữ lắm. Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Ủa ngoài tính cằn nhằn ra thì còn gì nữa? Hay thích giục những cái đồ mà để lâu. Ừ. Mà tính em thì dân ở Phú Yên thì tiết kiệm, cái gì dùng được thì ráng dùng. Còn hư thì mình sửa mình dùng tiếp. Dạ. Mà vợ em thì cái gì em dùng lâu lâu cỡ 7-8 tháng là dùng. Bởi vì em phải thường xuyên phải làm sao cho mình mới nha. Em mà cũ quá luôn là dùng em luôn. Dạ. Đó có đâu em. Đúng không? Em không nói hoài à. Em nói mai mốt chắc xài anh chắc nên lâu xài, lâu thấy già già hạn bảo hành dục liền dục anh quá. Cái lý do em dục đồ là nói chung là em cũng muốn mới cho ảnh thôi. Ví dụ như là cái cặp sách của ảnh nó bị rách rồi cái quai cầm á thì đã có nhíp một lần rồi thì ảnh nói là dùng được thì cứ để đi, nhưng mà em cứ chờ ảnh đi công tác me me cái liền quăng. Dù em về là đâu có nói được gì là em tức em không nói được, em cần ức chế nữa. Rồi làm gì? Giận bỏ nhà đi. Đi đâu? Bỏ nhà đi bao nhiêu tháng bao nhiêu năm? Thì hồi trước thì em có bỏ ra công ty, còn giờ em thích thì em đi công tác. Chiều ra chiều kỳ bay. Có khi nào mặt nóng lên rồi bụp bơ không? Dạ thì trong đầu nghĩ mình sẽ bụp nhưng mà không bao giờ bụp, tại vì mình xác định là mình nghĩ gì thôi chứ mình không dám. Mà không bụp thì thường nếu mà kiềm chế thì phải la lên. Dạ đúng rồi. Tức em cái gì đó là anh hét lớn lên vậy đó. Hét cho hàng xóm người ta nghe luôn. Rồi nhiều khi hàng xóm người ta qua người ta nói chuyện, người ta nói bữa sau vợ chồng cãi nhau gì mà thấy ông chồng có vẻ khó tính vậy. Mình lúc đó mình cũng rất là ngại. Là to hơn. Dạ, cái đó em là cũng ưu điểm anh, chứ không phải khuyết điểm đâu. Cái đó ưu điểm rồi. Dạ. Tính vợ em là nó hay cãi bừa. Lúc mà vấn đề đó ra mình tranh luận ra thì vợ em lúc nào cũng không tranh luận được. Hả, cãi một hồi là bả thấy được là không? Bả cứ tôi vậy á, tôi vậy. Rồi cái thật xấu lắm rồi. Đồ bừa bãi, cứ về nhà là quăng dễ rồi vợ dọn. Có gia trưởng không? Cũng gia trưởng. Em ví dụ như cái gối đi. Cái gối đó nó bị dơ là em giục cái gối đó. Anh lại không thích, anh nói là cái gối nó còn xài được. Mua cái vỏ mới về dùng. Ổng quyết định là phải làm theo ý ổng. Em không tự quyết định được. Dạ, ổng gia cuối trưởng. Cuối cùng là ổng đi rồi em vẫn giục như vậy. Dạ, cuối cùng là ổng đi là em vẫn giục. Vẫn giục sao ổng vậy, ổng làm bài hại đi. 50-50 rồi à. Coi gia trưởng 50-50 thôi. Hay mà rồi, mỗi lần gây lộn gì xong rồi sao mà quề được. Mỗi lần mà anh giận á, em toàn là người xuống nước thôi trước à.
À, khêu khêu á. Dạ, khêu khêu là nói chung em lại em nói nhỏ nhẹ lại là ảnh bỏ qua liền. Bỏ qua hết, rồi dạ. Quay qua khêu lại. Nhiều khi đó là thế mạnh của gia đình em. Tại vì mình cãi nhau nhiều thì vợ nó khêu nhiều thì mình giao ban nhiều. Có nghĩa là tụi em là giận ban ngày mà làm về đêm đúng không? Dạ. Rồi, chính ra nè. Em muốn ở đỉnh á là thay đổi thôi. Tính của ảnh là bớt nóng, đừng có hét to. Mỗi lần có chuyện gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau thôi. Chứ mỗi lần mà hét to lên hàng xóm ta nghe ta nói người ta mình xấu hổ lắm. Còn em muốn vợ em thay đổi điều gì? Công việc em thì cũng nhiều áp lực, mà đối với vợ thì hầu như chưa có sự chia sẻ. Mọi công việc thì em tự giải quyết. Cái tính vợ em thì suy nghĩ nó cạn và chỉ nghe thôi chứ chưa đưa ra được giải pháp cho mình. Thì nhiều khi những cái áp lực đó thì đa phần cũng chia sẻ với mẹ. Và thường là mẹ giúp em được trong cái chuyện đó. Dạ đúng. Thực ra mà nói á, em nói vợ em nông cạn, em đòi vợ em sâu sắc. Ở đây cái vấn đề nó không phải là sâu sắc mà ở đây là cái vấn đề cái hiểu biết trong cái công việc của em. Dạ. Cho nên nếu như vợ em không có làm được cái điều đó mà vợ em chỉ là người ngồi nghe những gì chồng trút ra là đủ rồi. Dạ. Nghe nhưng mà lâu lâu ban vô một câu em té ngửa luôn. Thì kệ, đi, coi như mình có cái chỗ để mình sẽ chia để mình bớt cái áp lực đi. Dạ. Thì em đã có người mẹ là người có thể định hướng cho em, giải quyết cho em được. Dạ. Là em quá may mắn rồi. Dạ. Nói chung cả hai vợ chồng đều bớt chút xíu. Dạ. À, xin chúc hai bạn lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng yêu đời và luôn luôn yêu thương con cái để cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn chị. Mặc bikini đẹp lắm. Anh hay muốn gặp không? Em được thưởng thức là cái thích nhất của ảnh. Ôi trời, em thấy em thích chị á. Dạ, em chỉ tuyển máy bay thôi. Cứ quyết là không đụng vô, cứ nằm yên vậy đó. Xin mời chị Hồng Vân cũng như tất cả quý vị cùng dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Ôi, chào anh chị. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Thanh Trung, và em 29 tuổi. Hiện tại em đang giám đốc bộ phận thanh toán phái sinh ở Sở Giao dịch Tài chính Singapore. Mời em. Em tên Hoài Hương, và em 35 tuổi. Hiện tại thì em làm thiết kế tự do. 35, 29. Bà xã Hương, ông xã là 6 tuổi. Dạ, dạ. Hai đứa tụi em ở Singapore. Dạ đúng rồi. Ủa rồi tụi em xem chương trình này sao? Bữa thì tình cờ coi trên YouTube, thấy em thấy dễ thương quá. Em kêu chồng, coi chương trình này thấy hay lắm. Thế là chồng coi xong kêu anh đăng ký nha, rồi đăng ký ngay trong cái đêm đó luôn. Ồ vậy hả? Nhưng mà tụi em về đây được mấy bữa rồi? Lần trước em về một lần để gặp ban biên tập, là nói chuyện, xong rồi công lần này về cũng một hai ngày. Em về ngày hôm qua, chủ nhật này em bay qua lại thứ hai phải đi làm rồi. Ồ trời, thiệt là xúc động quá đi. Bây giờ anh muốn hỏi là ngày đầu tiên hai bạn gặp nhau là như thế nào? Vợ em á là bạn của em gái em. Phải không? Bữa kia em gái em mới nói với em là anh hai, em có cái chị bạn kia hả, mặc bikini đẹp lắm. Anh hai muốn gặp không? Cái xong á em nói cũng vui vui á, thì em con trai mà cũng tò mò mà thì muốn gặp. Cái rồi cái xong thế là em gái em sắp xếp cho hai đứa gặp nhau thôi. Em nó hỏi có được không, có không em cũng chắc cũng được, nhưng mà thiệt ra cũng chưa chú ý lắm để gặp lại lần nữa. Xí chị hỏi nè, cái hôm đó là em đã biết tuổi của vợ em chưa? Dạ biết chứ. Biết luôn? Dạ đúng rồi. Và đã có quyết định luôn trong đầu là lấy máy bay luôn chưa? Em cũng có xu hướng thích con gái lớn tuổi hơn em chút xíu. Tại sao? Quan điểm em thấy là con gái mình lớn tuổi hơn thì từng trải và có cái sự thông cảm. Với lại em nghĩ là tình yêu là không nên phân biệt tuổi tác. Đúng rồi, đó. Chính xác. Tức là cần một bờ vai để cho em nhõng nhẽo đúng không? Dạ đúng rồi. Thực ra em không nói, tuổi thì em trẻ hơn chồng của em. Đúng rồi. Cái đó là chính xác luôn á. Và phải nói là thực sự mà nói là chồng em là một người có nhan sắc đó nha. Nói chung là nhìn là ấn tượng đấy nha. Vậy thì gặp chồng em lần đầu tiên có ấn tượng không? Với lại lúc đó em nghĩ là cũng không có được đẹp. Dạ em nay được tút thôi rồi. Với lại chồng em bảo là em được thưởng thức là cái tốt nhất của ảnh. Cũng là em hưởng cái tốt nhất luôn á hả? Dạ. Nhưng mà cái hôm mà gặp nhau là em có biết là chồng em nhỏ tuổi hơn không? Trước giờ là em vẫn biết rồi, thì hẹn gặp ra nói chuyện cũng hợp. Vậy lúc đó xưng hô vậy? Chị em. Chị em hả? Rồi. Ở khi về nhà thì em có nghĩ rằng là em với ảnh là sẽ hẹn hò và đi xa một chút nữa không? Dạ không, em cũng bình thường, tại vì em nghĩ cũng nhỏ quá, mình thì cũng hơi lớn tuổi nên mình nghĩ chắc là cũng không vô gu được. Nhưng mà rồi em có nghĩ không? Thiệt ra là em cũng không nghĩ, tại vì
em gái em bảo là nói chuyện vui thì tới gặp thôi, cộng thêm tại lúc đó em vẫn còn có bạn gái mà. Ừ. Giai đoạn sau có em chia tay bạn gái của em, rồi có em cũng thấy thích em cũng định cua, nhưng mà có điều là em lại nghĩ là mới chia tay nhiều khi lại mình sốc nổi, có em lại ngồi em lại chay tịnh một thời gian nữa, cái xong sau đó 3-4 tháng có em mới thấy là cũng thấy thích. Cuối tuần đó em rảnh có em mới nhắn tin em hỏi là ủa cuối tuần này chị có hẹn hò với anh nào chưa, chưa hẹn thì hai chị cho em cái hẹn nha, em đáp máy bay về có em hẹn chị đi chơi. Trời ơi trời ơi, rồi sao nữa sao nữa? Bà giờ em đồng ý, à ok rồi đi chơi, đi ăn uống rồi cơm em chở về nhà. Lát hồi em mới nói là ôi chị ơi, em thấy em thích chị á, hay là mình hả quen nhau đi. Rồi cơm thấy là quen thôi. Rồi nhưng mà bao lâu thì tụi em lấy nhau? 6 tháng là chồng em cầu hôn em. Ừ, nhưng mà lúc gia đình em biết là chồng em nhỏ tuổi hơn có ngăn cản gì không? Dạ, nói ra cái này thì nó cũng hơi buồn cười một tí, vì thực ra đó giờ nhà em là hả nữ luôn luôn là lấy chồng nhỏ tuổi hơn mà rất là nhiều. À, với em là thuộc dạng nhà thấy bình thường lắm luôn á. 6 tuổi là nhỏ nhất, cái khoảng cách nhỏ nhất trong nhà em á. Ồ, ví dụ nữ nào? À, đầu tiên là cô của em lấy chồng nhỏ hơn 13 tuổi. Wow. Rồi thêm chị họ lấy chồng cũng nhỏ hơn 6 tuổi. Wow. Ừ. Nhưng mà rồi anh của em á là anh em bình thường lấy anh vợ. Dạ lấy vợ. Nhỏ dạ, hơn. Dạ nhỏ hơn. Chứ không có lấy máy bay đúng không? Dạ không. À rồi quay lại. Em chỉ tuyển máy bay thôi chứ không có. Sau khi mà lấy cô ấy rồi á thì em có dựa vô bờ vai của cô ấy để nhõng nhẽo không? Trời ơi dựa hoài vậy. Em ở nhà nhõng nhẽo lắm, tại vì trong công ty á là mình làm quản lý thì mình phải thể hiện là mình nghiêm túc. Ừ. Đó, mấy chương trình này tiếng Việt thật ra nhưng trong công ty cũng không biết, để cứ nói thoải mái. Thì về nhà cái xong hả có vấn đề gì thì cũng chia sẻ với vợ, thì vợ lại thông cảm và hiểu chuyện. Ừ. Thì vợ lắng nghe, thì cái đó là em nghĩ là cái đó quan trọng nhất, tất cả các ông chồng mà đều muốn. Chị chưa hình dung là em nhõng nhẽo như thế nào luôn á. Ví dụ coi, làm ví dụ cái. Em nhõng nhẽo đi coi. Còn cái đó ngàn giọng rồi. Em làm vậy nhưng mà đều phải có cảm xúc nó mới. Xong lúc đó được. Thì em sẽ ôi thương vợ thương. Đó. Chung mà chung mà. Đúng chung rồi. Vợ thương. Xong rồi con thấy là em lại đưa tay qua em ôm. Ôm xong rồi dựa. Đúng không? Ôm vô cà cà vô là vui à. À cà cà vô mới vui. À. Là cái thế là thế trong em. Hèn gì nó nhõng nhẽo hoài. Bởi vậy thế trong em kỳ lắm. Thực ra là nghe hai bạn kể chuyện thì nói chung rất là vui và rất là thú vị. À, chắc chồng em chắc không có tật xấu gì đâu đúng không? Có chứ, rất là hay giận vợ. Em là chưa bao giờ dám giận chồng hết á. Bé nhõng nhẽo. Giận vợ, giận dai, rồi giận mấy cái khó đỡ. Khó đỡ là sao? Ví dụ chẳng hạn có một cái trường hợp là mình có ý tốt nhưng mà bị giận. Nghĩa là hai vợ chồng sáng hôm đó đi cùng tàu điện thì lên tàu thì có hai cái ghế trống hai bên, có một người ngồi giữa. Thì em mới ngồi ở cái ghế trước rồi. Sau đó em kêu là chồng em ngồi cái ghế kia đi. Chồng em bảo là không, anh thích đứng. Ừ. Nhưng mà em thì nghĩ là chồng em ngại để em di chuyển lại thì em cứ đứng lên em đi qua bên kia ngồi. Ừ. Thế là chồng em rất là bực bội, rất là giận y luôn. Chắc là cũng phải một hai ngày gì đó. Hay là giận. Cái vấn đề là nếu mà vợ em đi qua đây ngồi và em ngồi ở đây thì hai đứa ngồi hai bên. Cái đó là cái em không muốn, em thích em đứng kế vợ em để em nói chuyện với vợ em. Ừ. Đó là cái thứ nhất. Ừ. Cái thứ hai á, em đã nói trước là hả thôi anh không cần ngồi. Thật sự hả khi mà em nói cái gì á thì em yêu cầu là cái chuyện đó là phải được. Mà nói giận nhiều là không có. Hai vợ chồng quen nhau giận nhau em đếm chỉ được có 3 lần thôi. Ừ, 3 lần. Tại sao lúc đó em không nói luôn cái ý của em cho vợ em biết? Cũng có nói nhưng mà vợ em đã đi để dọn bước đi qua bên kia rồi thì em có kéo tay lại, nhưng mà người ta nhìn vô thì người ta tưởng là hai vợ chồng cãi nhau. Cái đó gì đó đúng rồi. Thành ra em mới thấy à, thôi vậy thôi cứ ngồi xuống xong rồi ha cứ tiếp tục giận nhau rồi có hả từ từ tối về nhà giải quyết. Thì thường á là mỗi một cái lần mà giải quyết cái chuyện để hết giận thì làm gì trong em nữa hả? Đúng rồi, bỏ luôn, không thèm. Mình muốn chạm vô là mình không chạm được á. Kiểu mà phừng phừng xong rồi ngồi cứ đọc truyện tranh rồi chơi game hay là đọc bài vậy. Cứ quyết là không đụng vô cứ nằm yên vậy đó. Rồi mà yên mà mở mắt để đó thôi là chút xíu rồi ngủ. Rồi thì ngủ không được thì vợ cũng nói rồi, hai đứa ngủ không được thì ngày hôm sau mệt quá có mà thôi ngồi nói chuyện với nhau xong rồi hai đứa hiểu nhau rồi thôi. Cái đó cũng là cái mà em thích ở vợ em.
Rồi vợ em thì sao? Đằng xấu vợ em. Tính vợ em cũng vô tư lắm, đó là làm cái gì cũng không có chú ý đến cái môi trường xung quanh. Rồi cái thứ hai là cái bà vợ của em á, bà không có tập thể dục, không có ăn uống đàng hoàng vậy trơn mà. Mà hả, cái em muốn là hả, bà phải đi tập thể dục thể thao thường xuyên để bà hả khỏe hơn. Chứ không thôi có mình em tập thể dục thể thao, có nhiều khi mốt em khỏe quá có bà không khỏe lại không? Không có được. Mất công là không có đồng điệu đó đúng không? Đúng rồi. Nghĩa là không chăm lo cho sức khỏe đúng không? Dạ đúng rồi. Thế còn là chồng em còn cái thật xấu gì nữa không? Dạ nói chung là ngồi cái giận không là đủ mệt rồi. Dạ không còn cái nào xấu nữa quá rồi đó phải không? À thêm một cái nữa đúng rồi, đó là hả kỹ tính quá. Cái này là em thấy là giống như là có bệnh luôn á chị. Chẳng hạn tối đi ngủ bắt đầu thiêu thiêu ngủ rồi mới quay qua hỏi vợ, vợ khóa cửa chưa? Rồi chắc không? Chắc. Bắt dậy cái đi ra ngoài kiểm tra là cửa khóa chưa. Không thể cái giọng chắc á, nó không thể hiện được cái sự tự tin. Khi nào mà nghe mà em cảm thấy tự tin không em sẽ không ra kiểm tra. Nhưng mà chưa tự tin không thể ra kiểm tra bình thường là hả khóa rồi. Tốn công là đang thương thương ngủ không tỉnh dậy nằm vô giấc ngủ lại làm à, chưa? Cẩn thận. Dạ đúng cẩn thận. Cảnh giác. Nếu như mà em muốn chồng em thay đổi thì em muốn chồng thay đổi cái gì? Không kêu bà vợ nữa. Ok. Không kêu là bà vợ nữa. Dạ. Đúng không? Lúc nào được cũng không? bà vợ. Hỏi đáp luôn nè, không kêu bà vợ nữa được không? Được, từ từ sửa thôi. Mặc dù em biết là kêu là tình cảm đó nhưng mà nghe bà vợ. Bé vợ đi. À, rồi. Bé mà... vợ, bé yêu gì cũng từ được. Từ bé vợ nó hơi ngượng ngượng. Dạ, vợ được rồi, vợ được rồi. Nó kêu vợ ơi, vợ à. Vợ ơi. Rồi. Tại vì nếu như mà hai bạn bồng đồng tuổi với nhau thì dạ. Chắc có lẽ là em sẽ không quan ngại về cái chuyện đó. Nhưng ở đây là cái chuyện hai người chênh lệch với nhau thì rồi. Chắc chắn rằng là vợ em sẽ có cái suy nghĩ là hơi có gì đó. Thế nhưng mà em yên tâm, ví dụ chồng em có giới thiệu như vậy đi chăng nữa ra mà em không nói tuổi của em, không ai biết là em lớn tuổi hơn chồng em. Đảm bảo luôn. Cho nên em không cần phải lăn tăn về vấn đề đó. Nếu như chồng em lỡ miệng mà quên, em hiểu không? Vô tư đi, yên tâm đi. Nhưng mà khó chịu chị. Và đúng, bây giờ muốn là khó chịu riêng thôi. Muốn thay đổi xưng hô thôi đúng không? Rồi, muốn lợi dụng chương trình này thay đổi xưng hô. Ok rồi. Rồi ok rồi, cho thêm một cái nữa thôi. Mỗi lần giận vợ thì nói cho vợ biết, đừng có hầm quá nảy nở lại. Đừng có bắt vợ đoán ý phải không? Dạ. Vậy còn Trung? Về phía em. Trung mong muốn vợ mình thay đổi gì? Bắt đầu tập thể dục thể thao đi. Chờ hỏi câu tế nhị chút nha. Dạ. Có khi nào em cảm thấy em đuối sức với một thanh niên lực lưỡng cường tráng như thế này không? Dạ cũng không đến nỗi là, nhưng mà nói chung cũng có những lúc sẽ cảm thấy hơi mệt. Cho nên cái mong muốn mà chồng em kêu em tập thể dục thể thao là hết sức chính đáng. Có cái ý trong đó đó chứ không ai không đâu. Đời sống vợ chồng là ngoài cái chuyện sức khỏe ra còn có sức bền, sức dai, sức dẻo nữa đó. Tụi em là một cặp đôi hoàn hảo đó. Tại vì những cái mà tụi em không bằng lòng về nhau á, thực ra nó quá nhỏ mà nó lại là tỷ lệ thuận với nhau. Chúc hai bạn lúc nào cũng hạnh phúc như thế này. Trời em hy vọng là vậy. Da trắng, cao hơn em. Em quá thuận. Chưa có tâm lý, chưa có tế nhị. Em quen người cao, con em sẽ lại cao. Em có đồng ý làm bạn gái anh không? Nhưng mà anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ lại. Và bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai em. Trời ơi, một cặp đại gia và chân dài. Đại gia chân dài. Đại gia chân dài hay là Bạch Tuyết và... Em có giận gì nếu chị nói ra hết cái câu đó không? Dạ không chị. Không giận, đã bước lên tới cái sàn này là không giận gì vậy. Đúng không? Nhưng mà dễ thương. Tuyết và một thôi chứ không phải là bảy. Một chú ấy. Chú ấy mà là anh cả. Dễ thương quá hả? Mời bà Tuyết giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Tuyết Tiên. Năm nay em 26 tuổi rồi. Trời, cái tên này mà bắt. Dạ đúng rồi. Tiên. Còn em? Dạ em tên là Thái Đình Khải. Năm nay em 30 tuổi. Dạ em đang làm nhân viên kinh doanh. Anh nhìn Khải thì anh đang có một cái ấn tượng. Và không biết là Tiên có ấn tượng giống như anh không à. Nhìn Khải không phải là cái dáng người thấp thấp bé bé đâu nghe. Mà nhìn ấn tượng rất là cái nốt rồi. Lúc người duyên. Dạ đúng không? Cái khuôn mặt của Khải rất là có duyên. Mặt em có duyên lắm. Và quá trẻ so với cái số tuổi của em. Tiên có cái ấn tượng về Khải giống như anh Thuận. Lần đầu tiên em thấy được cái hình ảnh trên webcam á, nhìn rất là phúc hậu, cũng có vẻ đẹp trai nhưng mà chưa thấy rõ nút ruồi. Vậy là hai bạn quen nhau qua mạng. Dạ đúng rồi, qua Yahoo chat á. Còn em khi mà em thấy khuôn mặt của bạn gái em thì sao? Dạ lúc đó thì em chat thì em chưa có xem được hình ảnh.
Tại vì Tiên lúc đó thì không cho em xem hình. Sau đó thì có một dịp đó là vợ em từ Sa Đéc lên Long An để nộp hồ sơ mà xin dạy học ở trường Long An á. Em mới nói là bây giờ thôi thì đón xe từ Sa Đéc lên bến xe miền Tây, rồi em mới chở từ miền Tây lên Long An. Thì lúc đó thì ấn tượng đầu tiên của em á là khác xa với mình nghĩ. Tại lúc đầu thì em nghĩ là ở dưới Sa Đéc này kia thì anh nghĩ là nắng thôi, thì người chắc cũng không có cao, mà cũng không có đầy đặn, mà lại da ngâm nữa, em nghĩ như vậy. Khi mà nhìn thấy thì em lại thấy là da trắng cao hơn em. Em nghĩ nó còn người cũng đầy đặn nữa. Còn Tiên thì mình cứ nghĩ là anh cũng cao to to, nhưng mà hả, khi mà thấy anh rồi thì thấy anh nhỏ xíu còn mà lùn nữa. Em thấy ngại ngại tại vì em là người to con. Rồi thì bao lâu thì em mới bắt đầu có tình cảm với Khải? Lúc đó thì em thấy cũng có tình cảm với anh rồi. Nhưng mà anh chưa có tỏ tình sao mình bày tỏ được. Sau đó cái hai ngày thì cũng dịp đó là em đi thi, thì anh cũng kêu em lên là chở em đi thi vậy đó. Xong cái đợt về cái ảnh tự nhiên anh chở em về công viên Tàu Đàn. Mà cầm theo cái bọc gì ni lông màu trắng. Em cũng chẳng biết cái gì trong đó nữa. Xong thì ảnh mới nói lời tỏ tình, xong mở cái bọc ra thì em mới thấy là con gấu. Ảnh mới nói là em có đồng ý làm bạn gái anh không. Thì em lúc này cũng định nói là dạ em đồng ý, chưa kịp nói gì hết ảnh nói mình sốc hết anh câu. Anh nói nhưng mà anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ lại. Trời ơi. Em tức quá. Em bị quê. Trời ơi, lúc vừa đó hỏi vừa phủ nhận luôn. Trời ơi, lúc đó chứ tôi nghĩ như là tôi chắc anh nhất là nghe tôi nhổ sạch con gấu bông. Tôi nhổ sạch tâm con gấu bông luôn quá. Ủa sao em hỏi gì vậy Khải? Mà lúc đó em cũng chưa tự tin nữa. Mình nhỏ con mà mình quen một người lớn lớn hơn mình nữa. Rồi lúc đó là như thế nào? Hai ngày sau em mới trả lời ảnh. Em mới nói là thôi bây giờ vậy em sẽ suy nghĩ lại luôn. Rồi sau hai ngày sau em mới chấp nhận. Rồi từ đó là bắt đầu chính thức quen nhau. Rồi đến bao lâu thì hai bạn mới quyết định đi đến hôn nhân? Gần một năm rưỡi sau. Hai đứa có em bé chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Rồi sau khi mà lấy nhau rồi đó, có hòa đồng về mọi phương diện không? Dạ không. Khắc khẩu lắm vậy. Cái đó là khắc khẩu. Rồi còn cái gì hợp mà cái gì khác? Hợp nhau là nóng tính giống nhau chị. Rồi hai người giống nhau. Đã khắc khẩu mà lại nóng tính giống nhau. Rồi rồi sao phải chung? Chung được là nhờ hai vợ chồng cũng thương nhau. Cái đó là cái thuận đó, hai kia cái khác rồi. Rồi bên gia đình mình á, có ai mà giống như thắc mắc hoặc là có ai mà giống như lấn cấn cái vấn đề mà cái ngoại hình của tụi em á chênh lệch? Cũng có bạn bè nói là sao em nhỏ con mà lại khoái kết hôn với người cao hơn mình. Thì lúc em trả lời sao? Em quen người cao, con em sẽ nở cao. Trời ơi. Cái đó là cái lý do thật lòng. Lý do thật lòng á. Tất cả là vì tương lai con em chúng ta. Cái đó là cái điểm khôn của Khải đấy. Còn em thì sao? Em thì thường mấy chị bạn làm chung vậy đó. Ủa sao chồng mày nhỏ xíu con vậy? Cái em nói em quen người nhỏ con thì không có gì đâu. Miễn hai vợ chồng thương nhau là được. Đúng rồi. Dạ. Trong cái chương trình này của mình á, rất nhiều những cặp vợ chồng son. Và mỗi người một cảnh, mỗi người một vẻ. Trong cái chương trình này chúng ta gặp được hai cặp vợ chồng. Một người là cái người thì... lớn tuổi hơn. Còn một người là chênh lệch về ngoại hình. Nhưng mà rõ ràng là tình yêu vượt qua tất cả mọi thứ. Và đúng, tình yêu là không có cái giới hạn cho tuổi tác, không có cái giới hạn cho ngoại hình. Cái điều cốt yếu trong tình yêu ở đây là họ thực sự yêu nhau. Bây giờ hỏi nè, lấy nhau về rồi em có phát hiện ở Khải có cái gì đó nó bất ngờ? Rất là nhiều tính bất ngờ. Nhiều tính bất ngờ. Ví dụ? Đầu tiên là tính ảnh cọc tính. Mỗi lần anh nóng anh gây lên là anh quát. Giọng nhỏ xíu vậy quát ai nghe? Dạ quát lớn lắm đó chị. Nhưng mà giận là em la lớn đâu em rồi. Em thử giận đó. Em thử giận nha. Giờ mình giận không được. Giận. Chị có hình dung là lúc em giận mà cái giọng em lớn được á. Giận lên em cũng hay la mà la lớn kìa. La nhiều khi mà em tắt tiếng luôn. Vậy á? Dạ. Trời ơi. Không biết sao mà nóng dữ vậy. Không biết sao mà nóng dữ vậy. Tại bởi vì nóng tính quá mà vậy người thun có chút béo rồi. Sao nữa cưng? Dạ tính thứ hai là ảnh rề. Ảnh làm cái gì cũng lâu hết. Rề ra. Dạ đúng rồi. Bừa bãi. Có chìa khóa xe mà mỗi lần ảnh đi là ảnh kiếm hết 5 phút rồi. Ảnh quăng anh tủ lạnh quăng đủ cái chỗ. Chắc cũng đản trí chút xíu. Nhiều khi em để đâu em cũng không nhớ nữa. Anh chỉ em cách này, có thể là em sẽ xỏ một cái cọng chỉ của em đeo. Đó, đeo cổ luôn, đi ngủ cũng đeo, đi tắm cũng đeo luôn. Còn gì nữa không? Dạ với lại ảnh còn vô tư với hồn nhiên quá. Ảnh chưa có tâm lý, chưa có tế nhị trong cái cách mà ví dụ như xử sự giữa mẹ với lại vợ. Còn gì nữa không? Dạ có một tính nữa đó là khi cãi thì ảnh hay móc họng em. Nói chuyện những câu móc họng em mà sau đó thì gài em. Có nghĩa là em ý em không phải như vậy nhưng mà ảnh cho ý mình là xấu như vậy. Gài hàng đó. Dạ đúng rồi, gài hàng. Nói chuyện móc họng mà gài hàng đó. Dạ. Sao nhìn wow.
nhỏ nhỏ sao nhiều tật xấu dữ ta. Rồi trong những cái tật xấu đó, cái điều mà em muốn chồng em bỏ là cái gì? Cho em tính cọc tính. Thế còn em thì sao Khải? Trước đó thì em cũng biết là vợ mình cũng nóng tính, nhưng mà em cũng không ngờ là mức độ nóng tính cũng nhỏ nhỏ mình chút xíu à. Nên nhiều khi mà gây nhau cái từ một chuyện nhỏ thành chuyện tùm lum luôn. Mà với lại mỗi lần mà gây nhau thì vợ em lại hay nói nhiều. Em khi nóng tính thì em muốn là im lặng lại, để từ cái cơn giận mình hay là cơn nóng mình nó xuống. Mà vợ em cứ nói vô, khơi khơi, từ nó bùng lên luôn. Khi mà bùng phát lên em không biết làm gì, em thích đập đồ. Phải đập đồ nó mới bớt nóng. Đập đồ mới bớt nóng. Rồi giờ em còn cái tính xấu nào nữa? Bi quan quá. Khi làm cái gì thì vợ em sẽ nghĩ là cái tình huống xấu nhất. Lường trước cái gì phải không? Mình lường trước cái tình huống xấu nhất. Nhưng mà tình huống xấu đó nhiều khi em không biết mình giải quyết làm sao luôn. Ví dụ như em đi xin việc thì vợ em nói là anh bằng trung cấp vậy đi xin việc chỗ đó nó có nhận không? Nhận vô rồi anh có chắc anh làm được không? Anh làm được không thì lương anh có cao không? Rồi lương anh vậy đủ chi phí xăng cộ xe xe này kia đi làm không? Rồi đi làm vậy thì có nhậu nhẹt kia không? Trời ơi. Mấy cái đó không đánh nhau lấy một cái. Dạ đúng rồi. Dạ cái đó nản luôn. Trời ơi, đúng rồi, không nản sao được. Trời ơi. Lo xa rồi, xa thâm thẳm luôn á. Rồi ví dụ giờ trong những cái đó mà để mà em mong muốn sửa thì em muốn vợ em sửa cái tật gì? Dạ cái đó thì còn chưa bằng cái này. Có cái tật là lúc nào cũng bắt em làm liền hết. Nhiều khi mà có 3-4 việc cần làm mà em thì làm theo thứ tự thì không theo ý của vợ em. Đó thì hai người lại bắt đầu gây nhau. Thì cái đó em muốn vợ em sửa lại là tính là cái gì cũng phải sắp xếp theo một cái trình tự nhất định để mình làm. Không cần bỏ cái tật nóng đúng không? Dạ, tật nóng em trị được. Vì em nóng hơn đúng không? Thực ra bây giờ hai bạn chỉ cần bổ sung cái điều này cho nhau là tự nhiên sửa được hết. Em làm việc có trình tự, có cái kế hoạch trước đi thì chồng em sẽ bớt nóng. Tại vì nãy giờ nguyên nhân là do là làm việc không có trình tự mà bắt làm liền rồi anh rối rồi anh lên cơn anh nóng. Anh nóng lên thì em lại lèm bèm. Đúng không? Lèm bèm rồi đổ thêm dầu vô rồi ông nóng nữa ông la. Ông la chưa đã ông đập đồ. Mà cứ để hoài gì đã mà cứ nóng đập đồ hoài ông đập chưa đã là ông đập em. Dạ không em đập em thôi chứ em không tự đập. Tự đập em tự hành hạ. Tại vợ cấm không cho đập đồ. Nên em không biết sao nữa em tự đập mình. Em phải biết thương bản thân em. Có như vậy thôi mà đập mãi làm sao mà lớn được. Đập nữa là không như vậy không biết còn bao nhiêu nữa nghe. Thôi thực ra như vậy nè. Cái điều cơ bản nhất tụi em đã có với nhau đó là tình yêu. Chính vì vậy mà các bạn không có quan tâm đến cái chuyện mà thiên hạ nói mình như thế nào, hoặc là có so sánh hay thế này thế nọ thế kia. Chúc hai em sẽ có một em bé mà sau này khi nó lên 18 tuổi là nó sẽ đi thi hoa hậu. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn Thận.